Trước thì khác, còn bây giờ là mà cậu rất biết lúc nào quay cậu nhá. Khôn như con voi. Kinh. Khôn lắm. Cơn mọ này cắm để tạt rồi. Thế nào nó cũng gặp. Kinh. Chân này, chân. Chân này, cái chân. Chả mấy chấp và cho chân lên trên màu được. Giờ thì không bất kể chỗ nào cũng đánh lật đánh chạch. Lúc nãy đặt ở ngay bên cạnh cái bàn cũng chạch vào cái bàn. Ngon không con? Ăn món bội dừa ngon không? Thế bật lúc lớp cho em rồi. Xinh chưa, xinh chưa. Sao đó là chọc mồm à. Cho lấy tay sao lên trên mắt. Đây, bật nước lớp cho em rồi.